Một người trẻ Việt Nam tị nạn tại Hoa Kỳ vừa được vinh danh giải thưởng hành trình can đảm nhân ngày thế giới về người tị nạn 20 tháng 6 năm nay. Lễ trao giải thưởng của tổ chức dịch vụ tị nạn và nhập cư Loretton diễn ra tối ngày 19 tháng 6 và chúng tôi vinh hạnh đón tiếp người được trao giải hôm nay tại studio Đài VOA, nghị viên thành phố Garden Grove, nơi có đông người Việt sinh sống nhất nhì ở hải ngoại, thiếu tá luật sư Hải quân Hoa Kỳ, Chris Phan. Xin chào anh Chris, rất cảm ơn anh đã đến với Đài VOA hôm nay. Xin chào Trà My và xin chào khán giả của đài Voice of America. Dạ, anh có thể cho Trà My và khán giả biết là cái cuộc hành trình của anh đến với giải thưởng ngày hôm nay như thế nào không? Nó dựa trên những cái đóng góp như thế nào? Vì sao anh được chọn? Anh thấy là tại vì anh có lo lắng tới người tị nạn của chúng mình. Và thêm không phải là tị nạn từ Việt Nam không, mà tị nạn toàn thế giới. Tại trong thời gian mà anh đã lương sinh hoạt với quân đội Hoa Kỳ, thì anh cũng là đi chiến tranh ở bên Iraq với người nhái của người Mỹ. Thành ra trong lúc đó thì anh cũng quen biết mấy người tị nạn từ bên Iraq. Thành ra lúc anh về bên Mỹ, anh cũng giúp người ta để nộp đơn, để cái cơ hội qua bên Mỹ. Thành ra từ đầu anh thấy là mình rất là may mắn được qua đến Mỹ là một người tị nạn. Thành ra sau này nếu mà mình được cơ hội được cái thành công đó, thì mình nên luôn luôn nhìn trở lại và giúp thêm để người tị nạn khác vô trong nước Mỹ thêm. Dạ, yeah. Cái cuộc hành trình mà đến với giải thưởng này thì dĩ nhiên là có nhiều thử thách rồi, nó trải qua rất là nhiều đóng góp, thời gian, công sức. Nhưng mà cái cuộc hành trình mà anh đến nước Mỹ này với cương vị vai trò là người tị nạn để cuối cùng được vinh danh nhân ngày tị nạn thế giới, thì Trà My muốn được hỏi cái cuộc hành trình đó, anh có thể tóm tắt cho Trà My nghe một chút xíu về cuộc hành trình của anh từ Việt Nam sang tới nước Mỹ này như thế nào? Thì hồi lúc anh cái chừng 8 tuổi thì ba anh bảo lãnh anh với mẹ anh qua từ bên Việt Nam. Ba anh hồi lúc mà sau khi chiến tranh Việt Nam thì là 75 thì đi khỏi nước. Lúc đó Chris mới có 1 tuổi thôi, thành ra cũng không có dám đi tại sợ bị mất ở biển đồ kia. Thành ra Chris mẹ với mẹ Chris ở bên Việt Nam. Thì sau khi đó ba anh là thuyền nhân. Đúng, đi vượt biển. Đúng. Yeah. Thì sau khi đó 8 năm sau thì ba anh mới bảo lãnh mẹ Chris với Chris qua. Yeah. Thì sau khi đó qua bên Mỹ thì cũng rất là bơ vơ, là tại lúc mà anh qua bên Mỹ là bên Indiana. Lúc đó nói thiệt là không có người Việt nào ở bển trơn đó. Yeah. Hồi lúc mà sau khi mà mùa Tết anh nhớ vô trong cái ngày đi học đó, là anh là duy nhất một người Việt Nam mà duy nhất một người Á Châu trong nguyên cái trường. Yeah. Thành ra nó rất là khó. Mà lúc đó mà ở bên Indiana nó không có cái truyền thống mà để mình học tiếng Mỹ hay là học tiếng hay giữ cái ngôn ngữ tiếng Việt nữa, Trà My. Thành ra nếu mà cái gì mà Chris có về tiếng Việt đó là về cha mẹ dạy ở nhà thôi. Yeah. Rồi mình tự sau này lo lắng để học thêm. Nhưng mà nhìn lại quãng đời của một người tị nạn trên nước Mỹ này đó, thì anh thấy những cái cam go nhất mà anh đã gặp phải là gì? Anh thấy là phần đông đó là lúc mà mình mới vừa qua đó thì nó rất là khó. Là tại vì mình đã lạ, mình không có giống cái mặt, cái khuôn mặt của người Mỹ ở bên đây. Thành ra ngoài ra cái ngôn ngữ, cái khó hơn nữa đó là mình cái mặt mình nó khác. Thành ra anh thấy là cái phần anh cũng rất là may mắn là tại sống lên ở bên Indiana. Tại vì từ đó mà anh có thể tạo ra cái đời sống của người Mỹ nó rõ hơn. Thí dụ mà nếu anh được cơ hội mà qua từ bên Việt Nam mà qua thí dụ bên Garden Grove hay là cái trung tâm hay là cái thành phố mà nhiều người Việt mình đó, không chắc gì anh có thể quen biết người Mỹ bằng cái ngày hôm nay. Với những cái khó khăn bước đầu như anh nói đó, mà cho tới ngày hôm nay khi mà Trà My ngồi trước mặt anh là một thiếu tá hải quân, vừa là một luật sư nữa, vừa là một người trẻ, người Việt tị nạn tại Mỹ nữa, thì anh sẽ nói gì về người tị nạn Việt Nam nhân ngày người tị nạn thế giới? Anh thấy đó là người Việt Nam của mình đó rất là mình rất kiên nhẫn để luôn luôn làm cho tốt cho quốc gia, cho cộng đồng, cho gia đình của chúng mình. Và thứ hai nữa, anh cũng muốn cái cơ hội này xin tất cả cảm ơn quý bác, quý cô, chú mà đã cho, chỉ không phải anh không, mà tất cả thế hệ trẻ, tất cả mấy em sau này cái cơ hội. Tại vì 38 năm qua đó anh biết mình có nhiều cái cực khổ, cái hy sinh mà cộng đồng mình đã qua để cho bắt cái cầu, bắt cái đường đi mà cho anh Chris và tất cả mấy người trẻ sau này có thể đi theo cái tiếp nối cái đường đi của cha mẹ mình. Yeah. Theo như anh nhận xét với cương vị là một người tị nạn, thì anh thấy là người tị nạn Việt Nam trên đất Mỹ đó có những cái ưu khuyết điểm như thế nào? Những cái đóng góp của họ đối với đất quốc gia này? Anh thấy rất là nhiều em, tại trong thì cái anh thấy là trong cái quân đội đó mình cũng có nhiều cái phần mà người Mỹ gốc Việt mà đã góp cho nước Mỹ về trong quân đội. Yeah. Và thêm nữa về thương mại, về kinh tế, mình bây giờ cha mẹ mình đã cho mình cái cơ hội để sống, để lớn đây, để đi học đây đó, thì anh thấy có nhiều mấy anh em trẻ mà bước lên về thương mại, về kinh tế để giúp nước Mỹ sau này. Yeah. Thế còn các khó khăn của người tị nạn Việt Nam ở Mỹ thì anh sẽ nói đó là những khó khăn nào đáng chú ý, có những cái điểm ưu khuyết như thế nào? Anh thấy một cái khó khăn với em là tại vì mình không có cái nước mà mình kêu nhà.
Thí dụ mà nước Đại Hàn hay nước Nhật, dù người ta qua bên đây người ta vẫn có thể là có nước Nhật hay nước Đại Hàn để nếu có gì cần có thể nhìn trở lại được quê hương. Còn về đóng góp của người Việt tại Mỹ đó thì anh thấy có những đóng góp nào đáng ghi nhận mà đáng tự hào đối với so với các cộng đồng người gốc khác ở Mỹ này? Anh thấy từ từ đó em, là bây giờ mình có nhiều cái phương tiện ở đây. Ngoài ra về thuốc men, về y khoa thì bây giờ bắt đầu cũng thế hệ trẻ vô trong ngành chính trị. Anh thấy là cái một ao ước của anh và cho cộng đồng đó là mình chọn lựa người xứng đáng mà có thể vô đại diện cộng đồng của chúng mình trong quốc gia. Tại anh thấy là nếu mà mình có tương lai mà muốn thay đổi cái đường đi của nước Việt Nam đó, thì anh cũng rất là nể và quý cái thí dụ mà biểu tình hay là cái ý kiến của quý bác. Nhưng mà anh thấy nếu mà mình muốn thay đổi thiệt cái đường đi của nước Việt Nam đó, thì là mình phải đem người nào, đem cái group nào mà vô trong thí dụ quốc hội để mình có thể ngồi cái bàn, đặng mình có thể ra cái điều kiện, ra cái đường đi, đặng cho mình có thể tạo ra cái cơ hội cho cái thay đổi tốt cho nước Việt Nam, đặng cho sau này tốt cho dân chúng của chúng mình. Ý anh muốn nhắc tới là giúp cải thiện điều kiện nhân quyền tại Việt Nam. Đúng. Vâng. Là một người trẻ sinh trưởng ở Mỹ, thành công ở Mỹ, vì sao anh vẫn quan tâm tới vấn đề, quan tâm tới Việt Nam là một chuyện, mà vấn đề nhân quyền Việt Nam tại sao nó là một trong những quan tâm của anh? Anh thấy đó là mình là trước sau vậy em, dù mình muốn Mỹ cách mấy thì mình là cũng da vàng, gốc Việt. Thành ra dù bây giờ mình có cái cơ hội, cái may mắn ở bên đây thì có nhiều cái cực khổ mà nước Việt Nam và dân chúng bên Việt Nam cũng đang hiện tại bây giờ phải đang đi qua. Dù mình ở xa, bên đây mình sung sướng nhưng mà mình luôn luôn có nghe cái tin không có tốt ở bên Việt Nam. Thành ra dù anh là cũng sĩ quan Mỹ, cũng sống ở bên Mỹ, nhưng mà luôn luôn cái quan tâm của anh là luôn luôn nghĩ về cái nước mẹ và cái tương lai của dân chúng của chúng mình ở bên kia. Anh có nhắc tới cái vai trò lãnh đạo của người Việt trong dòng chính để góp cái tiếng nói mạnh mẽ hơn thúc đẩy nhân quyền Việt Nam, thì theo anh thì cái cản trở nào, cái trở lực nào mà khiến cho cộng đồng người Việt của mình ở đây chưa mấy có mặt hay là có tiếng nói trong chính trường nước Mỹ hoặc là có ảnh hưởng đối với Việt Nam? Anh thấy là tại vì cái cơ hội nó cũng chưa tới Trà My. Tại vì anh thấy phần đông đó là tới hồi mà lúc mà mình mới lập cái community đó, thì là cha mẹ luôn luôn lo đi làm, đi nuôi cho con lớn lên thành tài. Thành ra thiệt ra bây giờ đó là cái cơ hội nó đã tới cho thế hệ sau để bước lên, để giúp cái trong cái dòng chính và về cái chính trị đó mà mình cần. Nếu như có một người hỏi anh nhân ngày người tị nạn thế giới, người tị nạn Việt Nam sẽ nói gì với thế giới và với Việt Nam? Anh nghĩ là một cái quan trọng nhất là mình nên nói đó là mình không bao giờ quên cái may mắn của chúng mình. Và luôn luôn mình phải ráng, chỉ không phải lo cho gia đình hay là lo cho cá nhân không, mà mình phải reach out, mình phải cực khổ để cho lo cho tị nạn sau này. Và luôn luôn nhớ về cái đường đi, cái lối đi của nước Việt Nam. Thành ra mong cái ngày gần đây mình có thể đem cái tự do, cái độc lập cho nước Việt Nam mà ai trên thế giới này cũng phải có. Cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian đến với Đài Voa ngày hôm nay.